ưu điểm quan trọng đầu tiên của gạch kính chính là cái sự trong suốt, bắt sáng và phản chiếu ánh sáng tốt. Gạch kính chính là cái phương án mà đơn giản để mà chúng ta có thể đưa cái ánh sáng tự nhiên vào bên trong ngôi nhà, cũng như là tăng cái lưu thông ánh sáng giữa các phòng với nhau. Nhưng mà nhiều chị cũng rất là quan tâm đến vấn đề nắng gay gắt vào nhà. Không phải như vậy đó chị, cách nhiệt rất là tốt, tại vì nhờ cái số tạo rỗng bên trong nên là cái gạch kính nó có khả năng là cách nhiệt gấp đôi so với các loại gạch thông thường. Bởi vì mà cái không gian được ốp gạch kính nó sẽ mang lại cảm giác mát mẻ vào mùa hè, ấm hơn vào mùa đông. Bên cạnh đó thì cái ánh sáng tự nhiên trước khi vào bên trong ngôi nhà của mình nó sẽ được lọc bởi một cái lớp kính mờ, nên là nó sẽ trở nên là êm dịu cũng như là không bị nắng nóng gay gắt. Đối với những cái nước mà có khí hậu nhiệt đới như ở Việt Nam mình á, thì cái việc mà ứng dụng gạch kính trong công trình nhà ở này nó là một cái giải pháp cân bằng nhiệt cho không gian sống. Và tôi là Tuấn, kiến trúc sư tại Đất Thủ. Chúng tôi đã có những cái thiết kế một số mẫu nhà ứng dụng cho gạch kính. Mời anh chị hãy truy cập vào website của Đất Thủ.vn, chúng ta sẽ tham khảo thêm, và đừng quên là hãy nhấn like và share cho Đất Thủ nhé.